Xin chào mừng quý chị đã đến với livestream của nhà sành Nuxi. Ngày hôm nay thì nhà sành Nuxi sẽ giới thiệu đến quý chị các sản phẩm quần short, từ quần short thể thao đến quần short kaki, toàn bộ đều là hàng mới về nên là độ mới rất là cao và chất lượng cũng rất là đảm bảo. Nên là hy vọng quý chị chúng ta có thể là lựa chọn được rất là nhiều các sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay. Các bạn ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà sành Nuxi tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Và các mặt hàng ngày hôm nay thì sẽ đồng giá là 150k trên một sản phẩm bất kỳ. Quý chị mua 2 sản phẩm trở lên sẽ được free ship trên toàn quốc. Và thời gian làm việc của nhà sành Nuxi sẽ từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Và sản phẩm đầu tiên sẽ được giới thiệu đến quý chị sẽ là một con quần short chất vải kaki. Em này thì sẽ là một sản phẩm với tông sáng màu, nó sẽ là cái tông màu kem, một thiết kế của thương hiệu Spending. Chúng ta có cái phần tên cũng như là logo của thương hiệu được thêu ở bên trên phần ống quần. Và mã của sản phẩm sẽ là C251, chiều dài là 56, bụng là 70-94, phần ống sẽ là 30, em này size từ 25-37. Với những cái thiết kế quần cạp chu như này thì các bác yên tâm là vừa vặn, rất là thoải mái cho mình luôn. Và cái form dáng của sản phẩm nó sẽ là thiết kế form suông ống rộng, tông màu rất là trẻ trung và độ mới thì lại rất là cao. Bác nào mà yêu thích cũng như vừa vặn với sản phẩm thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sành Nuxi gì mã C250, một thiết kế chính hãng đến từ thương hiệu Spending. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, em này thì sẽ là một con quần short kaki với tông màu trắng và mã sản phẩm sẽ là C252, chiều dài là 55, bụng là 82, đùi là 24 và size của sản phẩm sẽ là size 31 này. Em này cũng rất là đẹp luôn. Bác nào mà yêu thích những cái tông sáng màu thì có thể là lựa ngay cái sản phẩm này, cũng rất là dễ mặc dễ dùng, có đầy đủ túi trước, túi chéo đằng trước này, túi vuông ở đằng sau để các bác đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Mã sản phẩm sẽ là C252. Mọi thông số quý chị có thể là coi ở phía bên tay trái màn hình của mình. Nhà sành Nuxi đã ghim lên rất là cẩn thận và đầy đủ để quý chị chúng ta tiện theo dõi. Và những cái thông số của sản phẩm thì nhà sành Nuxi đo thủ công nên có thể sai lệch khoảng 1-2 cm, nhưng mà điều đó không đáng kể. Các bác chúng ta có thể là cân nhắc để chúng ta lựa ra những sản phẩm sao cho nó vừa vặn nhất với số đo cơ thể của mình. Và chúng ta đến với mã hàng tiếp theo, mã C253. Em này thì sẽ có chiều dài là 54, bụng là 88 và phần ống sẽ là 28 này. Size của sản phẩm sẽ là size 34, cũng là một con quần short chất vải kaki với form suông ống rộng rất là đẹp luôn. Em này thì cũng là những cái thiết kế rất là cơ bản basic để các bác có thể lựa chọn mình mặc hàng ngày ở nhà, hoặc là các bác mặc đi chơi cũng được luôn. Một cái thiết kế nó cũng rất là nhã nhặn lịch sự. Độ mới của sản phẩm thì cũng rất là cao, mã K253. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, đây là một thiết kế quần với tông màu ghi sáng, cũng là cái tông màu rất là đẹp, rất là trẻ trung và được các bác chúng ta lựa chọn sử dụng rất là nhiều. Mã sản phẩm sẽ là C254, chiều dài là 53, bụng là 78-88 và phần ống sẽ là 27 cm. Size của sản phẩm sẽ là 29-34, là các bác có thể mặc vừa, cặp chun co giãn rất là tốt luôn. Những cái thiết kế như này cực kỳ dễ mặc dễ dùng và mặc lên thì lại rất là thoải mái dễ chịu cho mình. Và cái thời tiết mùa hè thì bác nào cũng nên có cho mình một vài cái sản phẩm quần short trong tủ đồ, chúng ta mặc hàng ngày ở nhà, mặc đi ngủ hoặc là các bác mặc đi tập luyện thể dục thể thao, đi đạp xe, chạy bộ buổi sáng đều rất là ok. Em này thì sẽ có mã là C254. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, đây là một thiết kế quần với tông màu nâu đậm và mã sản phẩm sẽ là C255, chiều dài là 54, bụng là 100 và phần ống sẽ là 29 cm. Các bác thử mặc quần size 40 thì có thể lựa chọn em này. Đối với bác nào chúng ta bị rộng phần bụng thì có thể là điều chỉnh được, vì chúng ta có một cái phần đai khóa ở đây, nó sẽ là thiết kế có thể điều chỉnh. Các bác có thể điều chỉnh cái phần cạp cho nó vừa vặn với số đo vòng bụng của mình này. Mã sản phẩm sẽ là C255, chất vải kaki rất là dày dặn luôn, lên form dáng cực kỳ chuẩn chỉnh cho mình. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, em này cũng là một cái sản phẩm rất là đẹp và đặc biệt cái sản phẩm của mình lại là một thiết kế đến từ thương hiệu Levi. Đây là một thương hiệu thời trang cực kỳ lớn của Mỹ luôn, chuyên về những cái dòng, đặc biệt là những cái dòng quần jean đến từ nhà Levi thì cũng rất là đẹp này. Tag mark chính hãng của thương hiệu, nhà sành Nuxi cam kết với mình toàn bộ các mặt hàng đều là hàng chính hãng này. Mã sản phẩm sẽ là C256, chiều dài là 49, bụng là 80, đùi là 23 và size của sản phẩm sẽ là size 30. Em này mặc lên form dáng rất là đẹp luôn và đặc biệt là cái tông màu xanh rêu này cũng là cái tông màu rất là trẻ trung và cũng rất là dễ để các bạn chúng ta phối đồ. Độ mới của em này rất là cao, một con quần chính hãng đến từ thương hiệu Levi cho quý chị chúng ta lựa chọn, mã C256. Và tiếp theo thì đây sẽ là một con quần thể thao. Em này thì sẽ là một cái thiết kế có họa tiết này, các bác chúng ta có thể là coi kỹ một chút cận chất cũng như là màu sắc họa tiết của sản phẩm. Mã sản phẩm sẽ là C257, chiều dài là
là 53, bụng là 70-96 và ống sẽ là 27cm. Em này phần bụng co giãn rất là tốt luôn. Các bác mặc quần size từ 25-38 thì đều có thể là vừa vặn với cái sản phẩm này. Một thiết kế đến từ thương hiệu Miss & Bigs. Đây cho các bác chúng ta coi tắt tên thương hiệu được thêu ở bên trên ống quần, chất rất là đẹp luôn, nên là các bác yên tâm. Toàn bộ các mặt hàng ngày hôm nay đều là hàng mới về, Nhà Sạch Đồ Xin bao chất bao mới cho mình luôn. Mã C257 này. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con quần kaki với tông màu nâu nhạt, một thiết kế quần kaki túi hộp, và mã sản phẩm sẽ là DAC258, chiều dài là 55, bụng sẽ là 78-88 và ống sẽ là 28cm. Em này thì quý chị mặc quần size từ 29-34 là yên tâm vừa vặn với sản phẩm này. Thiết kế phong suông, ống rộng rãi thoải mái, độ mới thì rất là cao. Chất vải của mình thì sẽ là chất vải kaki mềm. Em này các bác mặc trong mùa hè thì nó rất là hợp lý luôn. Quý chị yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với Nhà Sành Đồ Xin, mã C258. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế của nhà Phantom với một sản phẩm quần short thể thao. Mã sản phẩm sẽ là C259, chiều dài là 48, bụng là 86 và ống sẽ là 26cm. Size của sản phẩm sẽ là size 33. Em này thiết kế rất là trẻ trung năng động, và nó còn có thêm một cái dây đan chéo ở trên phần cạp quần để có thể là cho các bác chúng ta điều chỉnh cái phần cạp cho nó vừa vặn hơn với số đo vòng bụng của mình. Chất vải thì rất là mềm mịn thoáng mát này, và nó cũng là một cái chất vải không nhăn. Các bác chúng ta giặt giũ thoải mái cũng không lo chất liệu của mình bị bay bị nhão. Mã sản phẩm sẽ là C259. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con quần short với tông màu trắng này. Mã sản phẩm sẽ là C260, chiều dài sản phẩm là 36, bụng là 84 và phần ống sẽ là 29cm. Em này là một thiết kế chính hãng của thương hiệu Tommy. Đây là một thương hiệu thời trang của Mỹ, rất là đẹp luôn. Các bác yên tâm là cái sản phẩm của mình cực kỳ chất lượng. Chất liệu của mình thì sẽ là chất vải kaki dày dặn này. Bác nào yêu thích tông màu trắng thì có thể lựa ngay sản phẩm này của nhà Tommy. Mã sản phẩm là C260. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con quần tông màu trắng luôn. Em này thì sẽ có mã là C261, chiều dài là 57, bụng là 84, đùi là 25 và phần size của sản phẩm sẽ là size 32. Phong dáng của em này thì mặc lên nó vẫn rất là thoải mái, nhưng mà nó có một cái độ gọn gàng để các bác mặc lên trông nó vẫn rất là gọn gàng lịch sự đó. Và cái tông màu trắng này thì cũng là cái tông màu rất là trẻ trung, và các bác có thể là phối chung với tất cả các trang phục khác nhau. Chất liệu cũng là chất vải mềm mịn thoáng mát này, mã sẽ là C261. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế quần với cái tông màu trắng kem, cũng là một con quần short kaki rất là đẹp trong buổi live ngày hôm nay. Một thiết kế đến từ nhà GAP. Đây là một thương hiệu thời trang của Mỹ rất là lâu đời rồi. Mã sản phẩm sẽ là C262, chiều dài là 49, bụng là 86-94, phần ống sẽ là 30cm. Và với sản phẩm này thì quý chị chúng ta mặc quần size từ 33-37, các bác hoàn toàn là bon chen được cho mình. Cái thiết kế rất là đẹp với cái độ mới cực kỳ cao. Chất liệu thì sẽ là chất vải kaki dày dặn này, lên phong dáng rất là chuẩn chỉnh cho mình luôn. Bác nào mà chúng ta yêu thích cũng như vừa vặn với sản phẩm thì nhanh tay là chốt đơn với Nhà Sành Đồ Xin. Cam kết với quý chị là các bác nhận hàng này về rất là ưng ý luôn, mã C262. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế quần với tông màu nâu. Em này thì sẽ là một sản phẩm chất kaki mềm, mặc lên cũng rất là thoải mái, dễ chịu và độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt. Mã C263, chiều dài là 49, bụng là 88-94, ống là 30 và size của sản phẩm sẽ từ 34-37 là các bác có thể lựa chọn em này. Sản phẩm của mình thì cũng đầy đủ túi trước túi sau. Các bác đi ra ngoài là có thể là mang theo ví tiền điện thoại đó, một cái sản phẩm quần chất kaki rất là đẹp luôn. Mã C263. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này cũng là một thiết kế quần với tông màu nâu. Em này sẽ là một con quần rất là trẻ trung năng động. Có bác nào yêu thích những sản phẩm trông nó độc đáo một chút thì có thể lựa ngay cho mình cái sản phẩm này. Với chị mặc hàng ngày ở nhà, mặc đi chơi cũng rất là đẹp. Mã sẽ là C264, chiều dài là 62, bụng là 82, đùi là 26 và size của sản phẩm sẽ là size 31. Có một con quần rất là đẹp luôn, rất là chất lượng, lại gần một chút để các bác có thể là coi kỹ hơn, cận chất, cận màu cũng như là các cái chi tiết của sản phẩm. Những cái quần thiết kế túi hộp vuông như này là những cái thiết kế cực kỳ trẻ trung năng động để các bác chúng ta lựa chọn này. Mã sản phẩm sẽ là mã C264. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một con quần short kaki với tông màu nâu nhạt. Đây là một cái thiết kế suông trơn đơn giản, rất là dễ mặc dễ dùng. Mã C265, chiều dài là 68, bụng là 80 và phần ống sẽ là 26cm. Size của sản phẩm sẽ là size 30 này. Đó, bác nào yêu thích những cái thiết kế phong cách tối giản hơn thì các bác có thể lựa ngay em này.
cái tông màu của mình thì nó vẫn là cái tông màu rất là trẻ trung và cũng không kém phần là nhã nhặn lịch sự để các bác chúng ta lựa chọn. Có điều cái sản phẩm của mình nó sẽ là thiết kế trơn, suông trơn này, nên là bác nào mà chúng ta yêu thích những cái sản phẩm basic đơn giản thôi thì lựa ngay này sẽ là sự lựa chọn rất là hợp lý. Mã C265, độ mới rất là cao. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế quần với tông màu xanh nước biển. Mã sản phẩm là C266, chiều dài là 65, bụng là 82-100, phần ống là 25cm. Size của sản phẩm sẽ từ 31-40 là các bạn đều có thể vừa vặn với em này. Form dáng của sản phẩm nó sẽ là thiết kế form suông bóng rộng. Sản phẩm này thì sẽ rất là thích hợp để quý chị chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày ở nhà, mặc đi ngủ nó rất là thoải mái, dễ chịu luôn. Các bác coi trên like đã thấy cái chất liệu của mình nó rất là mềm mịn rồi. Mã sẽ là C266. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một sản phẩm tông màu nâu nhạt. Mã sản phẩm là C267, chiều dài là 49, bụng là 78-86 và ống sẽ là 26cm. Size của sản phẩm sẽ từ 29-33 là các bạn có thể yên tâm vừa vặn với cái sản phẩm này. Và sản phẩm của mình thì cũng đầy đủ tắt mát luôn. Em này là một thiết kế của nhà Uniqlo. Uniqlo thì là một thương hiệu thời trang đến từ Nhật Bản. À, bác nào mà chúng ta thường xuyên theo dõi nhà sành đúng gì thì chắc hẳn là quá quen thuộc với thương hiệu này luôn. Cái tần số xuất hiện của Uniqlo trong các kiện hàng của nhà sành đúng gì là rất lớn này. Em này thì sẽ có mã là C267, độ mới rất là cao. Bác nào yêu thích và vừa vặn với sản phẩm thì nhanh tay là chốt đơn với sành đúng gì, một thiết kế chính hãng của nhà Uniqlo. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này cũng là một con quần short rất là đẹp với chất vải kaki. Mã sản phẩm là C268, chiều dài là 52, bụng là 76-88, ống sẽ là 27cm. Size của sản phẩm sẽ từ 28-34 là các bác có thể mặc với em này. Phần cạp của mình mặt đằng sau sẽ là cạp chun có giãn, đằng trước có thêm một cái đai khóa bằng nhựa để cho các bác chúng ta có thể điều chỉnh cạp cho nó vừa vặn hơn với số đo vòng bụng của mình. Thiết kế có hai túi chéo ở hai bên và đằng sau cũng có túi vuông cho các bác chúng ta sử dụng luôn. Mã sản phẩm là C268 này, một thiết kế rất là đẹp đến từ nhà Ineo. Tem mác đầy đủ rõ ràng, các bác yên tâm, nhà sành đồ xịn cam kết với mình toàn bộ các mặt hàng đều là hàng chính hãng này. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một thiết kế quần short với tông màu trắng. Em này thì thiết kế suông trơn đơn giản thôi. Các bác chúng ta có thể là coi qua một chút toàn bộ form dáng của sản phẩm. Mã của em này sẽ là C269, chiều dài là 50, bụng là 74-96, ống sẽ là 29cm. Size của sản phẩm sẽ từ 27-38 là các bác có thể mặc vừa. Nhìn chung thì những cái sản phẩm quần short nó là những cái thiết kế cặp chun có giãn nên là sẽ rất dễ để cho quý chị chúng ta sử dụng thôi. Bác nào cứ yêu thích form dáng và tông màu của em nào thì cứ thế chúng ta đặt hàng, chúng ta chốt đơn. Và các bác có thể là coi kỹ một chút cận chất, cận màu của sản phẩm. Em này thì sẽ có mã là C269 này. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế dành cho bác nào yêu thích những sản phẩm màu sắc một chút, những sản phẩm có họa tiết một chút, các bác có thể lựa cho em này. Một cái thiết kế rất là hợp lý để các bác mặc trong mùa hè năm nay. Đặc biệt là các bác có thể là lựa em này chúng ta mặc đi du lịch, đặc biệt là bác nào chuẩn bị đi biển thì có thể lựa ngay cho mình cái sản phẩm này. Mã của em này sẽ là C270, chiều dài của sản phẩm là 54, bụng là 76 và ống là 30cm. Em này sẽ có size là size 28 này, độ mới rất là cao và có một cái phần dây đai ở đây để các bác điều chỉnh phần cạp cho nó vừa vặn với số đo vòng bụng của mình. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy, mã C270. Và tiếp theo sẽ là một con quần short chất kaki với tông màu trắng. Em này có mã là C271, chiều dài là 52, bụng là 82 và ống sẽ là 25cm. Size của sản phẩm sẽ là size 31 này. Một con quần short suông trơn đơn giản với thiết kế tông màu trắng. Cái phần cúc khóa của mình nó sẽ là thiết kế hàng kim loại, độ bền rất là cao nên là các bác chúng ta hoàn toàn yên tâm chúng ta lựa chọn. Quý chị nào yêu thích tông màu trắng thì có thể lựa ngay hôm nay, cũng là một cái sản phẩm quần short rất là chất lượng trong buổi live ngày hôm nay, mã C271. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này cũng là một con quần short tông sáng màu và nó sẽ có những cái họa tiết hoa lá ở bên trên, lại gần một chút để các bác có thể là coi kỹ hơn màu sắc, chất liệu cũng như là các cái chi tiết của sản phẩm. Mã C272, chiều dài là 50, bụng là 80 và ống là 23cm. Size của sản phẩm sẽ là size 30. Đó, các bác chúng ta có thể là coi lại thông số của sản phẩm ở phía bên tay trái màn hình của mình. Các bác có thể là coi luôn cái form dáng của em này. Bác nào mà yêu thích những sản phẩm có họa tiết một chút thì
có thể là lựa ngay sản phẩm này mã C272. Và tiếp theo sẽ là một con quần short kaki với cái tông màu rất là nổi bật. Các bạn yên tâm, với những cái tông màu nổi như này thì rất là hợp lý để mình sử dụng trong mùa hè luôn. Mã rất là C273, chiều dài là 51, bụng là 80-100, ống sẽ là 29cm. Size của sản phẩm sẽ từ 30-40, các bạn đều có thể là mặc vừa vì là cái phần cạp của mình nó là phần cạp chun co giãn rất là tốt. Bên trong thì cũng có đảm bảo cho các bác là có dây đai để cho mình điều chỉnh này. Em này độ mới rất là cao và sẽ có cho quý chị là hai cái phần túi chéo hai bên rất là rộng rãi để cho các bác chúng ta sử dụng. Form suông, ống rộng, chất vải kaki dày dặn và độ mới rất là cao. Mã C273. Các bác nào chúng ta yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với Xanh Nữ Sinh. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con quần short với tông màu nâu nhạt. Em này có mã là C274, chiều dài là 46, bụng là 74-90 và phần ống sẽ là 27cm. Size của sản phẩm sẽ từ 27-35 là các bác có thể mặc vừa. Một thiết kế quần rất là trơn, đơn giản thôi nên nó sẽ là một cái thiết kế rất là dễ mặc, dễ dùng. Các bác chúng ta ưng cái tông màu nâu thì có thể là lựa ngay em này. Còn phần cạp nó là cạp chun co giãn rồi nên là các bác yên tâm là rất dễ để vừa vặn với cái số đo cơ thể của mình. Quý chị chúng ta mặc quần size từ 27-35 là đều có thể bon chen mã hàng C274 này được luôn. Rồi chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, sau đây thì sẽ là những cái thiết kế quần short thể thao này. Em này thì sẽ là một con thể quần short thể thao tông màu xanh dương. Mã sản phẩm là C275, chiều dài là 51, bụng là 70-106, phần ống sẽ là 34, size sẽ từ 25-43 là các bạn có thể mặc vừa. Độ mới rất là cao luôn và đây là một thiết kế chính hãng đến từ thương hiệu Under Armour. Để cho các bác chúng ta coi cái phần logo của thương hiệu được theo được in ở bên trên ống quần. Chất thể thao thì là những cái chất rất là mát, rất là mềm mịn, thoáng mát rồi nên là các bác chúng ta cũng yên tâm chúng ta lựa chọn những sản phẩm này mình mặc trong mùa hè năm nay, mặc ở nhà, mặc đi ngủ, hoặc các bác có thể lựa chọn chúng ta mặc đi tập luyện thể dục thể thao. Rồi chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, em này thì sẽ là một con quần short thể thao tông màu đen. Đây là một sản phẩm chính hãng của nhà Adidas này. Mã sản phẩm sẽ là C276, chiều dài là 44, bụng là 62-88 và ống sẽ là 28cm, size sẽ là 22-34, các bác có thể mặc vừa. Nhắc đến những cái mặt những cái thương hiệu thời trang thể thao thì không thể nào mà không nhắc đến Adidas được. Đây là một cái thương hiệu thời trang thể thao rất là lớn trên thế giới, chắc hẳn các bác chúng ta đều biết đến cái thương hiệu này. Quý chị nào yêu thích cái tông màu đen, những cái thiết kế tối giản thì có thể lựa ngay cái sản phẩm này của nhà Adidas, mã C276. Và sản phẩm tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế quần short tông màu ghi đậm. Em này thì sẽ là một thiết kế của thương hiệu Kepa. Chúng ta có cái logo của nhà Kepa ở đây. Mã sản phẩm sẽ là C277, chiều dài là 49, bụng là 78-88 và ống sẽ là 24cm. Size của em này sẽ từ 29-34 này. Nói chung là các con quần short thể thao này thì rất là dễ để cho quý chị chúng ta sử dụng. Nên là các bác chúng ta cứ yêu thích màu sắc cũng như là form dáng của em nào thì chúng ta cứ thể lựa chọn thôi. Em này thì sẽ có mã là C277. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần short thể thao tông màu đen. Em này thì sẽ là một sản phẩm suông trơn đơn giản, cũng không có quá nhiều điều gì để chúng ta cần phải giới thiệu về em này vì nó là một cái sản phẩm quá là dễ để cho quý chị chúng ta sử dụng. Mã sẽ là C278, chiều dài là 53, bụng là 80-106 và ống sẽ là 28cm. Size của sản phẩm sẽ từ 30-43 là các bác có thể mặc vừa. Form suông, ống rộng rất là thoải mái, dễ chịu để cho quý chị chúng ta lựa chọn. Thông số và các cái thông tin cơ bản của sản phẩm thì nhà Sành Đồ Si sẽ để ở phía bên tay trái màn hình, các bác chúng ta chủ động chúng ta theo dõi để mình lựa ra những sản phẩm cho nó vừa vặn nhất với số đo của cơ thể. Tiếp theo chúng ta đến với mã C279. Em này có chiều dài là 47, bụng là 68-96 và ống sẽ là 26cm. Size của sản phẩm sẽ từ 22-38 này. Và đây là một thiết kế của nhà Reebok. Để các bác có thể thấy thì chúng ta có logo của thương hiệu được thêu ở bên trên ống quần. Chất liệu của này thì nó sẽ là chất vải dày dặn nên là cái form dáng của nó lên cho quý chị nó sẽ rất là đứng form, chuẩn form. Mã sẽ là C279. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, em này sẽ là một con quần với tông màu đen. Đây là một thiết kế của nhà New Balance. Cái phần logo sẽ là in ở dưới gấu quần. Mã sản phẩm là C280, chiều dài là 50, bụng là 70-94 và ống sẽ là 32cm. Em này thì sẽ có size từ 25-37. Và bác nào yêu thích tông màu đen thì có thể lựa ngay cái sản phẩm này của nhà New Balance. Rất là dễ để các bác chúng ta sử dụng luôn nên là các bác cũng không cần quá lăn tăn để mà chúng ta lựa chọn cho mình những cái sản phẩm quần short thể thao như thế này. Em này thì sẽ có mã là C280 này.
Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con quần short thể thao tông màu đen. Em này có mã là C281, chiều dài là 48, bụng là 68-80 và phần ống sẽ là 24cm. Size của sản phẩm sẽ từ 24-30 là các bác có thể mặc vừa. Em này thì cái vải của nó sẽ là cái kiểu vải lỗ như này, nên là khi mà quý chị chúng ta sử dụng, chúng ta vận động, hoạt động, tập luyện thể dục thể thao, nó sẽ rất là thông thoáng cho mình. Đó, mã sẽ là C281, độ mới cực kỳ cao luôn. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, đây là một thiết kế quần với tông màu ghi. Mã sản phẩm là C282, chiều dài là 50, bụng là 90-96 và ống sẽ là 28cm. Size của sản phẩm sẽ là từ 35-38. Em này cũng là chất vải thể thao mềm mịn, thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt để các bạn chúng ta mặc trong mùa hè năm nay. Quý chị yêu thích tông màu ghi thì chúng ta lựa ngay cái sản phẩm này, mã C282. Và tiếp theo sẽ là một sản phẩm quần short thể thao cho các nào yêu thích những cái tông màu nổi bật một chút. Các bạn có thể là lựa một con quần với tông màu đỏ. Em này là một thiết kế của thương hiệu Asics. Đây là thương hiệu thời trang thể thao của Nhật Bản. Mã sản phẩm là C283, chiều dài là 51, bụng là 66-78 và ống sẽ là 26cm. Size của sản phẩm sẽ từ 24-29 là các bác có thể mặc vừa. Em này thì sẽ có hai cái đường kẻ sọc ở hai bên này. Một cái thiết kế quần form dáng thể thao rất là trẻ trung năng động. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, đây là một thiết kế quần với tông màu xanh dương. Em này thì sẽ có mã là C284, chiều dài là 54, bụng là 66-78 và ống sẽ là 26cm. Size của sản phẩm sẽ từ 24-29 là các bác có thể mặc vừa. Và bộ các cái phần chữ ở trên này thì nó sẽ là thiết kế hình in, còn dưới đây thì chúng ta sẽ có tên và logo của thương hiệu, nó sẽ là thiết kế hình thêu. Đây cũng là một sản phẩm của nhà Asics luôn. Và chất liệu của sản phẩm nó sẽ là chất thể thao dày dặn. Các bác yêu thích những cái sản phẩm mặc lên form dáng chuẩn chỉnh thì các bác có thể là lựa những cái sản phẩm chất dày như này, mã là C284. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, đây là một sản phẩm quần với tông màu xanh than. Mã sản phẩm là C285, chiều dài là 46, bụng là 66-76 và ống là 30. Size của sản phẩm sẽ từ 24-28 là các bác có thể mặc vừa. Em này là một con quần rất là xịn sò của thương hiệu Adidas này. Chúng ta có tên thương hiệu được in ở bên trên phần ống quần, và bên trên này chúng ta cũng có logo và tên của thương hiệu in luôn. Nói chung là một sản phẩm rất là đẹp của nhà Adidas. Nhắc đến các cái sản phẩm thể thao thì những sản phẩm của Adidas rất là chất lượng rồi, nên là các bác chúng ta hoàn toàn yên tâm chúng ta lựa chọn. Đặc biệt em này có cái độ mới rất là cao luôn, nên là hy vọng các bác cũng không bỏ lỡ cái sản phẩm này, mã C285, một thiết kế chính hãng của nhà Adidas. Tiếp theo sẽ là một sản phẩm quần với tông màu xanh dương, mã sản phẩm là C286, chiều dài là 36, bụng là 56-70 và ống sẽ là 26cm. Size của em này sẽ từ 19-25 này. Em này thì form khá là nhỏ. Đây là một thiết kế của thương hiệu Puma, một thương hiệu thời trang thể thao của Đức. Và các bác có thể là coi qua một chút form dáng của sản phẩm. Bác nào yêu thích cũng như vừa vặn với em này thì có thể liên hệ chốt đơn với nhà sành đối gì. Và những cái chất liệu của mình thì đa số là những cái chất vải thể thao luôn, rất là quen thuộc với quý chị rồi, rất là dễ mặc dễ dùng và nó cũng rất là hợp lý để các bác chúng ta sử dụng trong cái thời tiết mùa hè. Mã của sản phẩm này sẽ là C286. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, đây là một thiết kế quần short thể thao tông màu đen đến từ nhà Umbro, một thương hiệu thời trang của nước Anh. Mã sản phẩm là C287, chiều dài là 49, bụng là 56-78 và ống là 26cm. Em này thì cũng dành cho các bác mặc quần size từ 19-29 là các bác đều có thể vừa vặn với em này. Form suông rộng rãi thoải mái này, sản phẩm này chúng ta lựa mặc đi tập luyện thể dục thể thao thì rất là ok luôn. Mã sẽ là C287, độ mới của sản phẩm cũng rất là cao. Rồi chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, đây là một con quần thể thao của thương hiệu Lotto. Đây cho các bác chúng ta coi rất là nhiều tên thương hiệu được in ở hai bên ống quần này. Mã sản phẩm là C288, chiều dài là 53, bụng là 70-102 và ống là 27cm. Size của sản phẩm sẽ từ 25-41 là các bác có thể mặc vừa. Một thiết kế quần với tông màu đen nó cũng rất là đơn giản basic để cho quý chị chúng ta lựa chọn mình mặc hàng ngày cũng như là mặc đi tập luyện thể dục thể thao. Mã C288. Rồi vâng, sản phẩm tiếp theo mà nhà sành Lucy giới thiệu đến quý chị sẽ là một con quần short thể thao với tông màu xanh dương. Em này có mã là C289, chiều dài là 48, bụng là 62-78 và ống sẽ là 26cm. Size của sản phẩm sẽ từ 22-29, các bác có thể mặc vừa. Em này thì cũng là một sản phẩm đến từ nhà Puma. Chúng ta có một cái phần logo của thương hiệu được thêu ở bên trên gấu quần này. Như đã giới thiệu thì Puma là một thương hiệu thời trang thể thao cũng rất là lớn của nước Đức. Và em này cũng là một sản phẩm rất là mới luôn.
Bác nào chúng ta yêu thích sản phẩm này thì có thể liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy với mã sản phẩm là C289. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Đây là một con quần thể thao với tông màu đỏ, một thiết kế đến từ thương hiệu Nike. Nhắc đến những dòng thời trang thể thao thì Nike nó là một thương hiệu thời trang lớn nhất trên thế giới rồi. Mã sản phẩm sẽ là C290, chiều dài là 58, bụng là 68-102 và ống sẽ là 32cm. Size của sản phẩm sẽ từ 24-41 là các bạn có thể mặc vừa, phần càng co giãn cực kỳ tốt luôn nên là rất là dễ để cho các bạn chúng ta vừa gọn được với cái sản phẩm này. Đặc biệt là quý chị nào chúng ta yêu thích những cái tông màu nổi bật thì cứ lựa cho mình một con quần tông màu đỏ mặc cho nó cháy trong cái thời tiết mùa hè năm nay. Đó, mã sẽ là C290. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, em này thì sẽ là tông màu xanh tham, mã C291, chiều dài là 49, bụng là 70-98, phần ống sẽ là 27cm, size sẽ từ 25-39 là các bác có thể mặc vừa. Đây là một thiết kế của nhà Yonex này, bác nào mà thường xuyên chơi cái bộ môn cầu lông thì chắc hẳn là biết đến cái thương hiệu Yonex rồi. Cái form dáng của em này thì sẽ là thiết kế form suông cũng rất là rộng rãi thoải mái luôn. Tông màu xanh tham thì nó là cái tông màu truyền thống rồi, bác nào cũng có thể là sử dụng được cái tông màu này và cũng là một trong những cái tông màu mà các bác có thể phối đồ với tất cả các trang phục khác nhau luôn. Mã C291. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, em này cũng là một con quần short thể thao tông màu đỏ, mã C292, chiều dài là 49, bụng là 60-86 và ống là 24cm, size sẽ từ 31-33 là các bác có thể mặc vừa. Một thiết kế quần đến từ thương hiệu Asics, đây là thương hiệu thời trang thể thao của Nhật Bản. Cho các bác chúng ta coi tên của thương hiệu được thêu bên trên ống quần này. Và các bác cũng yên tâm, nhà sành Lucy cam kết với mình toàn bộ các mặt hàng đều là hàng chính hãng luôn. Bác nào mà yêu thích các cái sản phẩm quần thể thao chất dày dặn thì có thể là lựa những mặt hàng đến từ nhà Asics. Em này thì sẽ có mã là C292. Tiếp theo chúng ta đến với một con quần short thể thao tông màu trắng, em này sẽ có mã là C293, chiều dài là 51, bụng là 60-78 và ống sẽ là 33cm. Size của sản phẩm sẽ từ 21-29 là các bác có thể mặc vừa. Em này sẽ có cho quý chị là 3 cái đường kẻ sọc ở hai bên ống quần này. Bác nào yêu thích tông màu trắng thì có thể lựa cho em này mã C293, chất thể thao rất là mềm mịn thoáng mát. Tiếp theo chúng ta có một con quần short thể thao tông màu trắng nữa, em này thì sẽ có mã là C294, chiều dài là 42, bụng là 64-78 và ống sẽ là 28cm. Size của sản phẩm sẽ từ 23-29 này. Em này thì sẽ là một thiết kế của nhà Puma. Chúng ta có cái phần logo của thương hiệu được in ở bên trên ống quần, còn tag mark nó sẽ nằm ở bên trong để các bác có thể là check thoải mái luôn. Em này thì sẽ có mã là C294 này, độ mới rất là cao. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, đây là một thiết kế quần với tông màu ghi và mã sản phẩm là C295, chiều dài là 49, bụng là 76-86 và ống sẽ là 29cm. Size của sản phẩm sẽ từ 28-33 là các bác có thể mặc vừa. Form dáng của mình sẽ là thiết kế form suông ống rộng, độ mới rất là cao. Và cái tông màu này thì cũng là cái tông màu rất là dễ để các bác chúng ta phối đồ luôn. Nên là bác nào yêu thích sản phẩm này nhanh tay là chốt đơn với nhà sành Lucy, một con quần rất là dễ mặc dễ dùng với mã sản phẩm là C295. Chúng ta đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày nay, cũng là một con quần short rất là đẹp. Mã sản phẩm là C296, chiều dài là 54, bụng là 72-108 và ống sẽ là 33cm. Với sản phẩm này thì quý chị mặc quần size lớn hơn size 26 thì có thể là lựa ngay sản phẩm này. Thiết kế form suông, ống cực kỳ rộng rãi thoải mái luôn. Và lại cần một chút để các bạn có thể là coi được các cái chi tiết của sản phẩm này. Em này thiết kế họa tiết rất là đẹp. Và cái tông màu của mình cũng là tông tối mọng nên cũng rất dễ để các bạn chúng ta phối đồ. Một sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu Nike với cái logo của nhà Nike được thêu ở bên trên ống quần. Mã sản phẩm là C296. Và đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Rất là cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay đến những giây phút cuối cùng và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự yêu thích. Nhà sành Lucy sẽ được kính chúc quý chị chúng ta gặt hái được nhiều thành công trong công việc cũng như là luôn vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống. Và đừng quên là ủng hộ nhà sành Lucy bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sành Lucy ra clip mới thì có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.